Hello, welcome to Nature. Okay. Now. Mình vừa bấm vào cái gì mà nó tỏi ra một cái xanh đỏ tím vàng đẹp á. Ăn cái 500 này đi. Yeah, that is sang him to Z. Trò này chơi là mày tìm có mạng. Sao mày kết nối wifi chơi được. Ui, chúng ta không có kết hợp với quả bóng nào đây cả, bởi vì nó không kết hợp. Đây, ok, chúng ta chơi tiếp. Vừa mình vừa unlock được một cái quả bóng xong thì nữa chúng ta sẽ dùng quả bóng ấy để đi. Chết rồi, đã bé rồi còn. Oh, đã bé rồi còn bị phân tách nha. Ok, đây quả cầu này đây, đây một quả cầu gai. Khó nhìn thế, màu khó nhìn thế. Quả cầu gai gì mà xấu thế này. Ui dồi, tí nữa kết hợp với cái kia này. Khó nhìn quá, màu nó hơi xấu. Tại sao lại xấu thế này? Ôi, cho về quả bóng bình thường nha. Chơi quen cái màu này rồi, nó dễ nhìn.
Trên cái kia không nhìn được. Nó rơi vào. Subway, subway. Yeah. Chúng ta đang vào kia. Mình sẽ chống. Ôi. Chống trang phục của một cái con hổ. Không phải hổ. Con này gọi con gì nhỉ? Hai cậu. Chẳng có gì nào. Wow. Wow. Tối quá. Úi, thoát chết trong cái tóc này. Bạn chuyện này sướng thật đấy. Chess, sabe si.
Ôi, đánh cao quá. Ôi trời ơi. Ôi, bay xuyên, ui bay xuyên. Xe đạp và tốc độ không nhanh bằng ô tô đâu. Chúng ta đã lại vào game rồi. Sạc pin cho cái nhân vật chúng ta này. Ủa, anh ta đang được sạc pin. Sạc pin thì chắc cái lùi lùi đằng sau là cái cửa đúc pin rồi. Ồ, một con nhân vật mới này. Sao hình người mới đầu đầu là đầu ngựa. Yeah, chúng ta chọn hút này. Let's go. Hút này cũng được sạc pin này. Chúng ta chơi game gì đây? Miracle Lady. Không có bắn, không có bất kỳ cái gì bắn ra. Tưởng ăn nó là bắn nữa nhỉ. Ê, bắn đi. Ôi dồi ôi, trong này gì mà sáng lấy thế này.
Hay quá ta. Phim này mà thêm cái phần âm thanh ấy phải nói tuyệt vời, ui đồng quá. Là ít ít u rồi thôi. Đúng rồi, đông quá. Nào. Trời đang đuổi. Vẫn sống. Tưởng chết. Vẫn ý tưởng là chết toay cơ. À, cho ta vào game. Cái game này nó bị khóa rất là nhiều luôn. Arrived.